sách giải trí và giáo dục Tinh Hoa xin trân trọng giới thiệu đến quý vị và các bạn tiểu thuyết Gái Trọ, một sáng tác của nhà văn Hoàng Hải Thủy. Tác phẩm được nhà xuất bản Sống Mới phát hành năm 1965. Người đọc Thái Hoàng Phi. Tập 2, chương 3. Tìm được một chiếc chìa khóa khác để thay thế chiếc chìa khóa chàng vừa tặng người ra đi, Minh Nhung. Hoàng trở ra bàn ngồi ăn sáng. Lúc ấy là 11 giờ. Chàng tự tay pha lấy một ly trứng đường, lòng đỏ hột gà đánh với đường cát cho bốc lên như cà rem. Chú thích: ngày nay người ta ít dùng từ cà rem mà dùng từ kem. Hết chú thích. Cùng với ly trứng đường, chàng ăn thêm hai chiếc bánh bích quy. Chị Mười dọn phòng, trải lại thảm, kê lại bàn ghế cào nhậu. Cậu chơi bời quá, có ngày cậu đau cậu chết à. Người chơi bời như cậu cứ đau là chết ngay à, cậu đừng có tưởng. Hoàng ngừng ăn nhìn ra. Ơ hay, chị thù gì tôi mà chị cứ rủa tôi chết hoài vậy? Tôi đâu có rủa cậu, tôi chỉ nói trước cho cậu biết. Thì tôi đã bảo là tôi biết rồi, sao chị cứ nói mãi thế, khổ lắm. Chị Mười xịu mặt. Có lẽ là Hoàng người không chịu đựng được đàn bà giận dỗi, dù là đàn bà có tuổi và nặng cân như chị Mười. Một lát sau chàng làm lành. Có bao giờ tôi nói với chị rằng tôi sống như thế này là phải đâu. Tôi đâu có thích sống như thế này, chỉ tại tôi chưa gặp được người nào yêu thương tôi. Chị Mười không chấp nhận sự làm lành của Hoàng. Chị bực dọc, đặt mạnh cái giá đựng báo vào vị trí hôm qua của nó. Cậu yêu thương ai đâu mà người ta yêu thương cậu. Sở Khanh hơn ai hết mà còn cứ... Hoàng không nói nữa. Chàng lấy pip nhồi thuốc, ra đứng bên cửa sổ nhìn xuống giường, bật lửa châm thuốc. Chàng biết chị Mười đang hối hận, và lát nữa đây đến lượt chị ta làm lành với chàng. Vài phút sau, chàng mang tấm bản ra treo trên cổng sắt. Tấm bản vuông vắn, có mấy dòng chữ viết bằng sơn đỏ: phòng cho thuê, đủ tiện nghi, sẵn đồ đạc, hỏi tại đây. Lúc ấy là 11 giờ 30 phút. Hoàng lững thững hai tay chắp sau lưng, miệng ngậm pip, đi ra quán sách báo đầu phố. Với tư cách là chủ nhà, chàng cung cấp cả báo chí cho các cô gái trọ đọc. Những văn hóa phẩm ấn loát thường được chàng mua là Life, Paris Match, Ellie, Bateau, đồ local, màn ảnh văn nghệ tiền phong. 11 giờ 45 phút, Hoàng lững thững đi về, nách kẹp mấy tờ báo mới, hai tay vẫn chắp sau lưng, mồi thuốc pip chưa tắt. Một chiếc Vespa vụt qua. Trên xe là một cậu trẻ tuổi chừng 20, y phục có vẻ cao bồi một chút, nhưng là thứ cao bồi sang, cao bồi con nhà giàu, ngày đi học tối đi nhảy. Loại cao bồi có thú tài toàn phần và đang đi học thuốc, luật. Như một con cá thấy mồi, như một chiếc phi cơ săn thấy cờ Việt Cộng. Chiếc xe Vespa chao một vòng, lộn trở lại, rồi đứng trước tấm bảng phòng cho thuê. Anh lái xe hỏi Hoàng. Này ông, ở đây có phòng cho thuê? Không đáp, Hoàng nhướng đôi lông mày như người ngoại quốc, nhìn lên tấm bảng gỗ. Ông là chủ nhà? Chính tôi. May quá, tôi đang cần mướn chỗ ở. Hoàng cắt ngang. Nhà này không bao giờ thâu nhận cao bồi. Ở đây toàn là người tử tế, thích yên lặng. Anh trẻ tuổi lộ vẻ bất mãn. Ông bảo ai là cao bồi? Nhưng chàng đã quay đi. Chiếc taxi dừng bên kia đường, cách chỗ chàng đứng chừng 20 thước. Vừa thả xuống một thiếu nữ mặt đầm. Nàng tóc ngắn, áo sơ mi dài tay xanh nhạt, Jeep caro nâu, phồng vòng tròn, bắp chân thon và dài, trông xa cũng biết là phơn phớt lông tơ, thoăn thoắt trên đôi giày cao gót lướt đi trên vỉa hè. Hoàng không còn tâm trí đâu để cãi vã với anh sinh viên bị chàng tố cáo là cao bồi. Lan Phi đi đến trước cửa villa Nguyệt Điện. Nàng chỉ ngừng lại có một giây để nhìn tấm bảng phòng cho thuê. Mặt nàng tươi lên, rồi như một người đã quen thuộc với nhà này, nàng đi thẳng vào nhà. Người Hoàng như xoay trên một cái trục, hướng về phía cặp giò của người thiếu nữ.
Anh sinh viên dựng xe đến kéo nhẹ tay áo chàng. Tôi muốn xem phòng. Cậu không trả nổi tiền mướn đâu. Bao nhiêu? Đã đi vào sau cánh cổng sắt, Hoàng nói lại. 5.000 một tháng, tiền nhà đóng trước 3 năm. Hoàng đi nhanh vào nhà. Chàng cố đi nhanh nhưng không chạy. Cô gái đi đâu mất rồi? Cánh cửa phòng Minh Nhung để ngõ cửa. Hoàng bước nhẹ tới và thò đầu nhìn vào. Lan Phi đang đứng giữa phòng, nhìn quanh như để ước lượng đánh giá. Hoàng cũng nhìn đánh giá nàng từ đầu đến chân. Từ trước đến nay, Nguyệt Điện chỉ được tiếp đón những người đẹp toàn 25 tuổi trở lên. Nghĩa là những người đàn bà đẹp thì có đẹp, đa tình thì có đa tình, nhưng toàn là người đã biết tình yêu là gì, biết đàn ông có thể làm gì và biết loài người được sinh ra để làm gì từ lâu rồi. Người thiếu nữ đứng trước mặt chàng tỏ ra là một thiếu nữ. Rất có thể nàng hãy còn nguyên cái mà cô Kiều định giá ngàn vàng và bán cho Mã Giám Sinh với cái giá 400 lạng. Hoàng nghĩ thầm, Nguyệt Điện đang cần có một trinh nữ để thay đổi không khí. Chàng ho khan một tiếng rồi bước vào phòng, nở một nụ cười lịch sự. Chào cô đến coi nhà. Lan Phi nhìn chàng mỉm cười nhưng có vẻ bối rối. Vâng, ông đã mướn phòng này rồi à? Giọng nàng tràn đầy thất vọng. Bằng một giọng ngọt như mía lùi, Hoàng nói, thưa không, tôi là chủ nhà. Nét mặt Lan Phi tươi lên. Nghĩa là chỗ này chưa có ai mướn, phải không ông? Nghe nói ở đây có phòng trống, tôi chạy đến ngay, chỉ sợ có người đã hỏi mướn trước. May quá, tôi thích căn phòng này quá ông ạ. À, tôi vẫn ước mơ được ở đây, vườn hoa này. Ồ, tuyệt quá. Có đêm tôi đã ngồi đây ngắm trăng. Hoàng nheo mắt. Cô đã đến đây rồi à? Vâng, vì tôi ở đây mà. Vì tôi là cô giáo sư Minh Nhung. À, ra cô là cô cháu học ở đại học mà cô Minh Nhung vẫn nói đến luôn đấy. Lan Phi lại nhìn quanh một vòng căn phòng. Nàng bước lên cầu thang, lên khu giường ngủ. Tôi không hiểu tại sao vì tôi lại bỏ phòng này. Phòng này đẹp quá, tuyệt quá. Cả cái đường lên giường ngủ cũng thơ mộng, đặc biệt nữa. Hoàng đến, đứng dưới chân thang, ngửa mặt nhìn lên. Cái vật di động mà chàng nhìn thấy ở cách mặt chàng chừng 2 thước, tròn, thon, đầy đẫy, và chắc chắn là êm, mát rượi và thơm phức ấy, làm cho chàng muốn toát mồ hôi nóng. Lan Phi đi vào khung cửa phòng tắm. Hoàng bước lên thang 2 bậc. Chàng len vào căn phòng tắm nhỏ xíu đứng với thiếu nữ. Nàng chăm chú ngắm từng vật. Chàng cũng vậy. Khi nàng mở thử vòi nước trên bồn rửa mặt, có tiếng ọc ọc như người khổng lồ bị chọc tiết phát ra. Hoàng cố gắng nhấc tia mắt chàng nhìn lên khuôn mặt ngạc nhiên của nàng. Tiếng nước chảy, chàng nói để trấn an nàng. Nhưng không sao đâu, chỉ lúc cô mới vặn vòi nước là có tiếng đó thôi. Ồ, không sao mà ông. Lan Phi mỉm cười. Chỉ cần nhìn bộ mặt nghệch của ông chủ nhà, nàng cũng biết rằng ông ta là một người chân chỉ hạt bột. Từ chân chỉ hạt bột được tác giả lòng trong ngoặc kép. Lương thiện không biết cách nói chuyện với đàn bà. Nói chuyện đây có nghĩa là nói những lời ngọt ngào, nói chuyện về tình yêu. Người đàn ông này khác hẳn với Quang, người yêu của nàng. Đứng bên Quang, ông chủ nhà này chỉ là một cái bóng mờ, một người không đáng sợ. Nàng tắt vòi nước và nghiêng người đi qua mặt Hoàng, ra khỏi phòng tắm và khu giường ngủ. Một lần nữa nàng lại nhìn quanh. Chiếc giường có ngăn đựng sách, đựng hình và bày bi bơ lô, chiếc bàn con. Ngọn đèn ngủ có chụp màu xanh. Tay nàng sờ nhẹ vào tấm màn che bằng vải blusa, có in hình khối kiểu lập thể Picasso. Nàng lại tỏ vẻ hài lòng. Nàng đứng dựa bụng lên thành sắt cầu thang, nhìn xuống phòng dưới. Đôi mắt nàng chứa chan thỏa mãn. Phòng đẹp quá, hơi nhỏ một chút, nhưng tất cả mọi vật đều cân đối, cái gì cũng xinh. Hoàng đôi mắt vẫn nhìn nàng từ đầu đến chân, đánh giá từng phần thân thể nàng, biểu đồng tình. Vâng, cô nói đúng, xinh, cái gì cũng xinh. Nhỏ nhưng mà cân đối, cô nhỉ? Chợt Lan Phi kêu lên một tiếng khẽ, vành môi nàng tròn lại, trông như môi siêu vi vặt tăng khi hát bài Au Bon Amour.
hai bàn tay nàng chắp lại. Ồ, bậy quá, tôi thật dũng quá. Nàng nói, tôi đến mướn phòng mà cứ khen tắt lửa như vậy thì chết rồi. Ông tăng tiền nhà thì làm sao tôi mướn cho nổi. Nhàn hai một tháng, không có gì phải sang. Trả tiền tháng một, điện nước bao. Lan Phi tỏ vẻ ngạc nhiên, đôi mắt nàng mở lớn, hàng mi dài và cong không chớp. Ông không nói giỡn tôi đấy chứ? Hoàng vội vã. Tiền nhà cao quá hay sao cô? Không không, không cao chút nào. Với tôi 1.200 đồng bạc là một số tiền lớn thật. Nhưng phòng này thật xứng đáng. Nếu ông không tiếc mà tăng giá, tôi còn nói thêm là rẻ nữa là khác. Tôi cứ tưởng ông phải cho mướn đến 2.000 và bắt đóng tiền trước 6 tháng là ít. Ông cho tôi mướn ông nhé. Tôi là con người tử tế, tôi đang học trường thuốc. Không tin ông cứ hỏi dì Minh Nhung tôi khắc biết. Tôi không làm ồn ào, không dẫn các bạn tới đập phá. Tôi hứa danh dự với ông là tôi sống yên tĩnh, gương mẫu, và mỗi tháng tôi xin trả tiền cho ông trước mồng 6 tay. Nàng biết là nàng hứa ẩu nếu dụ nàng chung sống ở đây với Hoàng, một thanh niên chưa chính thức là chồng chưa cưới của nàng, mặc dầu họ sống với nhau thật thanh khiết. Bị bại lộ, mẹ nàng rất có thể sẽ cắt đứt sự viện trợ và nàng sẽ không có tiền trả tiền nhà. Nhưng nàng không biết làm sao hơn. Nơi này đẹp quá, thơ mộng quá, và nàng đang muốn thí nghiệm sống chung một nhà nhưng không chung một giường với người yêu. Nàng có thể làm được mọi chuyện để thực hiện giấc mộng ấy. Nàng nhắc lại giọng khẩn khoản, lo âu như người xin một ân huệ. Ông cho tôi mướn ông nhé. Hoàng nghĩ thầm, em mà đòi ở không tiền, tôi cũng cho em mướn liền tù tì. Chàng mỉm cười, nếu chúng ta biết tên nhau, nói chuyện có lẽ tiện và thân mật hơn. Tôi là Hoàng. Tôi là Lan Phi, thưa ông Hoàng. Không có ông gì cả. Hoàng giơ tay lên chặn lại. Ở đây các cô ấy vẫn gọi tôi là anh hoặc là Hoàng, thân như anh em một nhà. Thế cho tôi mướn phòng này nhé. Bao giờ tôi có thể dọn tới được? Cô có thể dọn đồ tới ngay bây giờ. Lan Phi reo lên, thật không anh? Thích quá. Thế là tôi được làm chủ căn phòng này. Tôi sẽ ở đây thật lâu. Hoàng lấy trong túi ra chiếc chìa khóa cửa có sơn hình trái tim, giống hệt chiếc chìa khóa chàng đã tặng Minh Nhung để làm kỷ niệm, đưa cho Lan Phi. Đây là chìa khóa phòng cô. Chàng tiếp một câu rất tay. Mừng cô đến Nguyệt Điện. Ô, thích quá. Đây là căn phòng riêng đầu tiên trong đời tôi. Nàng chạy xuống thang, xoay mình một vòng giữa phòng. Ô, khoái không chịu nổi. Nàng tiếp. Từ ngày lớn lên đến giờ, tôi toàn ở trong trường. Đến nay phòng riêng của tôi lại đẹp quá, hách quá. Tôi lại có chìa khóa riêng. Nàng nhìn chiếc chìa khóa cầm trên tay. Chìa khóa cũng đẹp, lại có hình trái tim. Ở đây cái gì cũng đẹp. Nàng ngửa mặt lên hít một hơi dài, đôi mắt lim dim như bầu không khí trong phòng này có hương thơm ngào ngạt. Hoàng từ từ đi xuống thang. Chàng thích thú nhưng cũng hơi ngạc nhiên vì thái độ ngây thơ và sự biểu diễn tình cảm tự nhiên như đầm, như Santradi trên màn ảnh của nàng. Nàng xoay vòng tròn như người quay veo trong phòng. Chợt nàng đứng dừng trước mặt Hoàng, nét mặt nàng xịu xuống. Ồ, chi vậy? Lẽ ra tôi phải nói với Hoàng trước. Tôi có một người bạn đến ở chung. Hoàng đứng sững. Từ trước đến nay tôi chưa bao giờ cho ai ở hai người một phòng. Chàng suy nghĩ. Bạn của cô là người như thế nào? Lan Phi ghét nói dối và nàng không muốn nói dối, nhưng nàng thích căn phòng này quá. Nàng lờ mờ đoán biết rằng nếu bây giờ nàng nói rõ lại chương trình sống chung thanh lịch của nàng với Quang, cho ông chủ nhà hiền lành chân chỉ hạt bột này rõ, ông ta sẽ quảng kinh và rút lại sự thỏa thuận cho nàng vào mướn căn phòng này. Nàng biết là ông ta sẽ sợ có chuyện lôi thôi, phiền nhiễu xảy ra. Ông ta sẽ không tin tưởng ở cái chương trình của nàng. Chi bằng bây giờ cứ nói làm sao để cho nàng và Quang dọn đồ vào sống ở đây yên ổn cái đã. Lúc ấy ông ta sẽ biết là họ sống chung, trong sạch và dễ mến đến là chừng nào. Hai nữa, nàng biết là một khi người mướn đã dọn vào nhà, ông chủ nhà không còn can thiệp vào đời tư của người mướn nữa, miễn là tiền nhà cứ trả đều, đúng kỳ và đừng làm ồn ào. Nàng nói sự thật nhưng không nói trọn sự thật.
Bạn tôi đàng hoàng lắm, cao hơn tôi một chút. Bạn tôi có duyên không thể tưởng tượng được. Tóc bồng, da trắng, ngực nở, vui vẻ, cười vui cả ngày. Nhảy tuyết giỏi một cây. Bạn tôi dễ mến lắm. Nét mặt Hoàng tươi lên. Càng tưởng tượng chàng càng thấy những hình ảnh đẹp đẽ, gợi cảm hiện ra trước mặt. Hai cô gái trọ, cô nào cũng đẹp. Một cô đẹp một lối khác nhau. Qua lời giới thiệu của cô này, chàng tưởng tượng ra cô kia cao, chân dài, tóc bồng, già, ngực nở. Chắc chắn cô kia cũng phải đẹp và quyến rũ ngang với cô này. Chàng chậm rãi nói. Cũng được, đặc biệt tôi để cô dễ dàng. Lan Phi lại xoay mình mấy vòng tròn. Hay quá, thế là xong rồi, thú quá. Nàng vừa xoay mình vừa lướt ra khỏi phòng. Ê, cô đi đâu đấy? Hoàng chạy theo nàng. Nàng đứng lại trên con đường lát xi măng đi qua vườn. Lan Phi về lấy đồ, dọn lại đây ngay lập tức. Bye bye. Nàng muốn dọn lại ngay và cũng muốn báo tin ngay cho người yêu của nàng biết. Hoàng còn dặn giới theo. Lại ngay nhé. Lan Phi quay lại nở một nụ cười cảm ơn, rồi thoăn thoắt đi ra đường. Tiếng gót giày của nàng đập cách cách, nghe thật chui tai, như tiếng castanet của những vũ nữ Tây Ban Nha nhảy điệu flamenco. Khi Hoàng quay lại, chàng thấy chị Mười đang đứng nhìn chàng, mặt lạnh như tiền. Mắt chị gườm gườm nhòm chàng, lên án. Trước khi chị Mười kịp mở miệng, chàng đã nói. Chị không có việc gì làm à? Chị Mười hứ một tiếng rồi thở dài. Mùi nước qua cô Minh Nhung vẫn còn phản phất đâu đây à? Cậu đã rước một cô khác vào thế chân rồi. Bạc tình. Hoàng cau mày. Chị nói lảm nhảm hoài à? Nhà này để cho mướn, có người đến mướn thì phải cho mướn chứ. Còn chuyện người kia vừa ra có người khác vô là luật cung cầu. Nhà đàng hoàng cho mướn ít, người đi mướn nhà thì nhiều. Tôi biết làm sao được. Chỉ vì cô Minh Nhung bỏ đi nơi khác, chị muốn tôi đóng cửa phòng này để không cả tháng, để giữ hơi cô ấy sao? Chàng nghiêm mặt đi vào nhà và đứng lại trước cửa phòng ngủ. Lát nữa cô sinh viên vừa ra đó sẽ dọn lại đây với một cô bạn. Nếu không có việc gì làm, tôi yêu cầu chị vào dọn dẹp phòng này cho các cô ấy đi. Anh Mười thợ vườn, tay cầm cái cào cỏ, đến gần chỗ chị vợ đứng, thò đầu vào nhà, nhưng Hoàng đã rút lui vào phòng chàng. Chị Mười lắc đầu như một nhà philosopher và bảo chồng. Mình nên đi tìm việc làm ở một nơi khác đi. Nhà này lộn xộn quá, không được chút nào. Mười hỏi vợ. Sao vậy? Cái nhà cô bé xíu vừa ra đó sẽ dọn lại đây ở phòng cô Minh Nhung với một cô bạn. Hai cô bé rồi sẽ chết cả về hắn thôi. Hắn trẻ không tha và không thương. Đôi mắt anh Mười sáng lên. Anh quay đi nói nhỏ để vợ không nghe tiếng. Hai cô ấy sắp đến cửa à? Cậu ấy sướng thật à. Sống như thế mới là sống đời đáng sống chứ. Chương 4. Buổi chiều trời mới tắt nắng, Quang lái xe đến đại học xá đón Lan Phi đến nhà mới. Một số chừng 10 cô bạn xách vali và khuân sách vở từ trên lầu xuống sân cho nàng. Quang không biết và cũng không ngờ rằng Lan Phi lại nói rõ cuộc thí nghiệm ái tình mà nàng và chàng sắp thực hiện cho tất cả những cô bạn thân của nàng biết. Vì vậy chàng ngạc nhiên và thắc mắc khi thấy các cô bạn của nàng yên lặng nhìn chàng từ đầu đến chân. Mắt cô nào cũng hao háo như cảnh sát nhìn kẻ cướp. Vài cô lại còn tủm tỉm cười với chàng những nụ cười thông cảm. Chàng hỏi nhỏ Lan Phi. Chuyện gì mà họ nhìn dữ vậy em? Chẳng có chuyện gì cả. Nàng đáp vội và ngồi vào xe để ngăn những câu hỏi của chàng. Nàng nói liên hồi về căn phòng nàng mới mướn được, một nơi lý tưởng. Nghe nàng, người ta có thể tưởng đó là một nơi mà tạo hóa đã làm ra để dành cho nàng đến ở. Tới cửa nhà Quyệt Điện, Lan Phi mới ngừng nói. Quang dừng xe sau một chiếc taxi. Lan Phi, những bộ áo đầm và áo dài quý nhất, đắt tiền nhất và đẹp nhất của nàng dắt trên tay, đi vào Nguyệt Điện trước. Quang lo mang vali vào sau. Khi Lan Phi đi gần đến thềm nhà, Minh Nhung từ trong nhà đi ra. Tay Minh Nhung cũng cầm giơ lên cao mấy chiếc áo dài và áo đầm còn sót lại trong tủ của nàng. Hai nàng, cô dì và cháu cũng giơ cao những chiếc áo lên ngang mặt và cũng không chú ý tới nhau. Anh Mười đứng nơi cuối vườn nhìn ra. Anh lẩm bẩm nói một mình bằng một giọng thèm muốn. Người chưa đi khỏi đã có người đến thế chân ngay,
khoái thật, người đẹp thật quá nhiều. Hơn lúc nào hết, anh thấy Hoàng là một người đàn ông đã tìm thấy lẽ sống ở đời, và sống như Hoàng mới thật là đáng sống. Trên lối đi qua vườn Nguyệt Điện, Minh Nhung và Lan Phi gặp nhau và sắp xa nhau. Nhưng sau vài bước, cả hai nàng cùng chợt nhận ra nhau và cùng dừng lại. Minh Nhung trợn mắt nhìn cô cháu. Lan Phi, cháu tới đây làm chi vậy? Kìa, dì, may quá, cháu đang thắc mắc không biết dì ở đâu để báo tin cho dì biết. Bây giờ cháu thế chân dì. Thế chân? Nghĩa là thế nào? Nghĩa là cháu vào ở trong căn phòng của dì. Cháu vừa đến mướn trưa nay. Chắc lúc ấy dì vừa dọn ra. Phải mất đến mấy giây đồng hồ sau, Minh Nhung mới trấn tĩnh được cơn xúc động. Nàng nghiêm mặt. Như thế là Lan Phi tự ý ra khỏi đại học xá. Lan Phi đã nói gì cho má biết chưa? Gì? Lan Phi xịu mặt. Minh Nhung nhắc lại. Má đã biết chưa? Cháu chưa nói gì với má cháu cả. Nhưng cháu sẽ nói ngay. Nếu má cháu biết trước, má cháu sẽ cản cháu. Má cháu không dám cho cháu sống ở nhà riêng. Má cháu cứ cho là cháu hay còn bé bỏng lắm. Dì cũng nghĩ như má cháu. Minh Nhung cố nghĩ một lý do chính đáng và quyết liệt có thể ngăn cản không cho cô cháu gái vào căn nhà nguy hiểm này. Trong cơn bối rối, nàng chỉ nghĩ ra được một lý do rất thường. Cháu là sinh viên, cháu phải ở trong trường. Lan Phi ngắt lời. Thiếu gì sinh viên sống ở ngoài gì? Sinh viên đâu có bắt buộc sống ở trong trường. Với lại cháu đã 20 tuổi rồi. Người ta sống ở ngoài vì người ta có gia đình. Cháu là con gái mà sống một mình như thế này. Tiếng cười trong của Lan Phi cất lên trong khu vườn đang tắt dần ánh nắng. Sợ tỏ ra vô lễ làm bà dì giận, nàng chỉ cười vài tiếng rồi cố nén cười để nói. Cháu không ngờ gì mà cũng còn cổ điển đến thế. Cháu biết giữ thân cháu chứ. Lan Phi đã gặp ông chủ nhà này chưa? Ông Hoàng ạ. Chính ông ấy nhận cho cháu mướn căn phòng của dì. Ông Hoàng làm sao hả dì? Cháu thấy ông ấy lịch thiệp ghê đi. Minh Nhung không thể nói gì với Lan Phi về Hoàng mà không tiết lộ cuộc tình duyên thầm kín của nàng. Vì vậy nàng đành ấp úng rồi đứng ngay ra nhìn cô cháu. Nàng có cảm giác của một bà dì trông thấy cô cháu phay phay đi vào chuồng cọp mà không sao ngăn lại được. Hôm qua ở trường đại học, Minh Nhung sốt ruột và cho rơi cô cháu. Chiều nay đến lượt Lan Phi sốt ruột và cho rơi bà dì. Tối mất rồi, dì cho cháu dọn đồ vào nhà nghe dì. Sáng mai cháu gặp dì ở trường, dì cháu mình sẽ nói chuyện nhiều. Dì nhớ là dì không được viết thư cho má cháu về việc cháu ra sống ở đây dì nhé, để cháu lo việc ấy. Minh Nhung đứng nhìn theo cô cháu vội vã đi vào tòa nhà. Cô cháu trẻ, đẹp, ngây thơ và trong trắng của nàng đi vào một nơi nguy hiểm hơn là khu rừng rậm châu Phi. Một mê hồn trận đã làm cho chính nàng thiếu chút nữa thì chết mất xác. Với một tình trạng tinh thần bối rối, nàng mang những chiếc áo cuối cùng của nàng vào chiếc xe taxi sẵn bên ngoài. Khi xe chuyển bánh, nàng mới trông thấy chàng thanh niên lực lưỡng mặc áo sơ mi caro, quần jean, đi dài moccasin, hai tay ôm và xách bốn cái vali đi vào Nguyệt Điện. Sự xuất hiện của chàng thanh niên ấy càng làm cho Minh Nhung thêm bối rối. Sau cùng nàng đành tự trấn tĩnh bằng cách nghĩ rằng chàng thanh niên này chỉ là một người bạn đến giúp cháu gái nàng dọn nhà, cũng như Huy Giang đến giúp nàng dọn nhà vậy. Trong căn phòng riêng đầu tiên của đời nàng, Lan Phi hãnh diện treo những chiếc áo đẹp nhất của nàng vào tủ. Quang đi vào, chàng đặt bốn chiếc vali xuống giữa phòng, thở phào và nhìn quanh. Đây là lần thứ nhất chàng tới đây, chàng tỏ vẻ ngạc nhiên. Thế này mà chỉ có 1.200 một tháng à? Lan Phi sung sướng gật đầu. Rẻ quá phải không Quang? Ông chủ nhà này chắc là cho thuê nhà để lấy đẹp chứ không phải để lấy tiền. Ông ấy là người thế nào em? Dạ rồi, đứng đắn lắm. Anh ra mang cái ghế bố vô đi. Quang đến cửa sổ nhìn ra vườn, ra phía chiếc xe Simac đậu ngoài đường. Từ lúc nghe Lan Phi nói đến cuộc thí nghiệm, chàng vẫn nghĩ rằng đó là một chuyện đặt ra, thảo luận cho vui chứ không thể nào thực hiện được. Một chuyện mà chàng phải giả vờ chú ý và giả vờ phản đối để cho nàng hài lòng. Chiều nay chuyện ấy đột nhiên thành sự thực. Vào đứng ở trong căn phòng này, chàng mới nhận thức được sự nghiêm trọng của tình thế. Cuộc thí nghiệm này đối với chàng là một sự nguy hiểm vô cùng, một cuộc hành hạ thường trực
mà chàng sợ chàng sẽ không chịu đựng nổi. Sống ở đây với nàng suốt đêm, thấy nàng ngủ ở một nơi cách chàng có vài thước, chàng chỉ cần vượt vài bước xa cách là ôm được nàng trong tay, trên chiếc giường sẵn sàng. Làm sao chàng có thể chống cự nổi sự quyến rũ ghê gớm ấy? Chàng sợ vì chàng yêu nàng chân thành, chàng sợ bị nàng khinh bỉ. Lan Phi, em nhất định làm cuộc thí nghiệm này sao? Ơ hay, sao lại không nhất định? Đến bây giờ mà quan còn nghĩ rằng Lan Phi nói đùa sao? Quan nhún vai với một dáng điệu phó mặc cuộc đời cho số mệnh. Nếu chàng cố chống cự không nổi và giữa đêm bò lên giường cưỡng hiếp nàng, đó cũng là tại số. Cái gì cũng do số mà ra hết. Chàng đi ra xe lấy đồ. Bóng tối xuống trên nguyệt điện, một đêm mát, đẹp và thơ mộng bắt đầu. Anh Mười bưng một chiếc rổ, trong có mấy cây hoa có cả đất vào phòng hoàng. Những cây hoa mới đánh lên từ ngoài vườn này sẽ được trồng ở bể đất bên cửa sổ phòng hoàng. Lấy hoa để hoàng đem tặng cho các cô gái trọ xinh đẹp. Chị Mười đang bày bàn ăn, ba bộ bát đũa, muỗng đĩa và khăn ăn trên bàn, chứng tỏ tối nay hoàng chủ nhân có thực khách. Mặt chị nặng như một cái cối đá. Chị nhìn chồng và hoàng bằng một đôi mắt mà những người đàn bà ác nghiệt vẫn dùng để nhìn những kẻ tử thù. Hoàng tự tay trồng hoa vào bể đất. Ngoài cửa sổ anh Mười đứng bên, hai người nói nho nhỏ đủ cho nhau nghe, như hai anh gián điệp nói chuyện ở chỗ đông người trên màn bạc. Nhà lại có khách đến mướn. Ừ, nữ khách, hai cô. Hoàng gật đầu. Ừa, cậu mời cả hai cô qua ăn tân gia bữa nay à? Chuyện bắt buộc. Nếu tôi không lầm, bữa ăn tối sẽ có một sự lựa chọn. Có thể, nhưng cũng có thể hoa thơm đánh cả cụm. Đồng ý. Đồng ý. Thấy bóng tối đã xuống đầy trong giường, Hoàng trở vào cởi áo tắm. Chị Mười đã bày xong bàn ăn. Chị nói với Hoàng bằng một giọng nặng những ác cảm. Thức ăn tôi đã làm xong cả. Nem chua, gà rô ti, cơm nếp, chai rượu sâm banh cậu đưa tôi đã để ướp lạnh. Lát nữa các cô bé tới, cậu chỉ việc lấy rượu. Nếu tối nay là một tối vui đặc biệt, cậu cần có người hầu, để tôi bảo nhà tôi ở lại phụ cậu một tay. Giả vờ như không hiểu câu nói nhiếc ngầm ấy, Hoàng nhìn qua bàn ăn. Được rồi, đẹp lắm rồi, cảm ơn chị. Chị đưa anh ấy về nghỉ đi. Tối nay có gì đặc biệt đâu mà bắt anh ấy ở lại. Tôi lo một mình được rồi, tôi quen rồi. Cậu thì quá quen rồi. Chị Mười dài giọng. Nhưng tối nay có những hai cô bé, sợ cậu mỏi tay. Thấy Hoàng vẫn lầm lơ, chị Mười bực quá nói thẳng. Cậu có quen mui thế mùi ăn mãi, có ngày người ta cho cậu vào ngồi tù. Hoàng hỏi lại. Lý do? Vì tội dụ dỗ con gái vị thành niên. Ai dụ dỗ ai? Tôi chỉ làm bổn phận của một người chủ nhà lịch sự và độc thân, tổ chức một bữa cơm gia đình thân mật để chào đón hai cô mướn nhà mới dọn đến. Các cô ấy xa nhà, cần được hưởng không khí gia đình. Yên trí đi, rồi có ngày kiểm tục người ta đến kiểm soát nhà này. Sớm muộn thế nào cũng có ngày. Chị bỏ ra khỏi phòng. Hoàng bực tức nhìn theo chị, rồi nhìn anh Mười. Cái nhìn của Hoàng như muốn nói: gớm, chị vợ của anh thật là quá lắm. Hiểu cái nhìn thay cho lời nói ấy, anh Mười đến gần chàng, nói bằng một giọng đại lượng và nhỏ nhẹ: đàn bà họ vẫn hẹp hòi như vậy, họ không thể hiểu được đàn ông chúng mình. Anh nhìn quanh phòng, gật đầu tỏ vẻ có thiện cảm. Cậu có một nơi dụng võ thật tuyệt. Nếu tôi cũng có điều kiện như cậu. Dịu lại vì sự tán thưởng nồng nhiệt của anh Mười, Hoàng vỗ nhẹ lên vai anh. Anh lấy rượu uống rồi đưa chị ấy về đi. Chàng nhanh nhẹn đi vào phòng tắm. Anh Mười rót whisky vào ly, đưa ly lên lắc nhẹ cho cục đá nhỏ tan vừa đủ mát, rồi ngửa cổ uống một hớp lớn. Chất rượu mạnh có công hiệu ngay. Đứng cầm ly rượu trước mặt, một tay đặt sau lưng, mắt nhìn bàn tiệc, anh Mười chợt tưởng như anh là một nhân vật quan trọng, một đại tướng, một thủ tướng, đứng giữa một rừng người đẹp trong một dạ hội tiếp tân. Đôi mắt cận thị của anh chợt mờ đi trong một cơn mộng xuất thần. Anh Mười thường có những cơn xuất thần như vậy, nhất là sau khi anh uống rượu. Anh đứng dựa mình vào lưng chiếc ghế bành, một nụ cười lịch thiệp và quý phái nở trên môi. Anh nói với đàn bà tưởng tượng đẹp nhất trong số những người đàn bà đẹp,
đa tình nhất trong số những người đàn bà đa tình đang đứng trước mặt anh và đang sẵn sàng chờ đợi anh chiếu cố. Anh đợi em từ 20 năm. Anh làm cái chi kỳ cục vậy? Mười giật nảy mình. Một giọng đàn bà chua như giấm vang lên, làm cơn xuất thần của anh ta biến không còn một dấu vết. Chị vợ anh từ nhà bếp vừa lên, tay xách nón và chiếc bị, chân đi guốc lẹp kẹp, đang trợn mắt nhìn anh. Anh ấp úng: Có làm chi đâu, tôi đang chờ cô về. Lại uống rượu, gan ruột nát bấy ra rồi mà vẫn còn tham lam, cứ thấy rượu là uống. Chẳng lẽ sao? Chẳng lẽ không uống thì chết à? Dọn đồ đi về. Chị Mười đứng ngoài cửa phòng chờ chồng. Chị thấy cánh cửa phòng xế đó, phòng cô Minh Nhung hôm qua, hé mở. Chị tò mò muốn biết hai cô gái mới dọn đến mặt mũi người ngợm ra làm sao. Sau cùng chị thò đầu nhìn vào phòng. Chị thấy Lan Phi đang đứng xếp y phục vào tủ. Chào cô. Lan Phi quay lại nhìn, nụ cười đi trước tiếng cười của nàng làm cho nét mặt của chị Mười tươi hẳn lên. Chào chị. Nụ cười và tất cả những gì Lan Phi cho đi theo nụ cười đó đã giúp nàng chiếm được trọn vẹn cảm tình của chị Mười ngay từ phút đầu. Chị bước vào phòng. Tôi là người làm của ông Hoàng. Tôi nấu bếp và giặt giũ cùng dọn phòng cho các cô ở đây. Nhà tôi tên là Mười. Chị Mười, tên tôi là Lan Phi. Nếu các cô có cần gì cứ cho tôi biết. Mới có một mình cô tới thôi à? Chị Mười nhìn quanh. Lan Phi bối rối trong vài giây đồng hồ, nhưng nàng trấn tĩnh được ngay. Bạn tôi tới rồi, đang dọn đồ ngoài xe vô nhà. Chị Mười kín đáo quan sát Lan Phi. Chị thấy những lời chị tiên đoán về những cô gái mới tới, những người con gái sắp sửa đem thân làm nạn nhân cho chàng Sở Khanh chủ nhà, không sai mảy may. Người thiếu nữ này hoàn toàn ngây thơ và thiếu kinh nghiệm. Một miếng mồi quá ngon cho anh chàng họ Sở bên kia, một con nai tơ sắp sửa sa vào hang sói. Chị nghĩ đến cô giáo Minh Nhung, đến những cô mà chị thấy kế tiếp nhau xách vali đi. Chị nghĩ đến Hoàng, và chị thấy có bổn phận phải nói vài câu về Hoàng, để cho cô thiếu nữ ngây thơ này đề phòng. Lẽ ra chuyện này không phải là chuyện của tôi. Chị Mười mở đầu. Nhưng vì tôi thấy cô hãy còn trẻ quá, cô lại tới đây ở một mình trong lúc ông Hoàng... Ông Hoàng à? Ông Hoàng làm sao chị? Ông ấy cũng ở một mình, ông ấy chưa vợ con. Và theo như lời các cô ở đây trước có cho tôi biết thì ông ấy khéo lắm, ông biết cách ăn nói làm vừa lòng đàn bà. Chị Mười bối rối. Chị thấy rõ không có thể nói cho Lan Phi biết rõ nỗi nguy hiểm đang chờ đợi nàng nếu chị không trình bày với nàng những sự thật sống sượng. Cô hiểu tôi muốn nói gì chứ? Trước cô đã có nhiều cô tới đây và cô nào cũng bị với ông ấy hết. Ông dụ dỗ khéo lắm. Lan Phi mở rộng đôi mắt đen lay láy nhìn chị Mười tỏ vẻ không tin. Ông Hoàng mà vậy à? Chị Mười gật đầu. Ừ, ông Hoàng mà vậy đó. Lạ nhỉ, các cô trước đây sao mà kỳ vậy? Bộ các cổ hết đàn ông rồi hay sao? Tôi thấy ông Hoàng ông đứng đắn đấy chứ. Các cô trước kia cũng nghĩ như cô vậy. Tôi đã nói là ông khéo lắm mà. Cô nào vô ở đây cũng bị với ông hết á. May ra có cô là thoát. Chị Mười nói đến đó là ngừng. Nhưng Lan Phi cũng hiểu rằng chị muốn nói cô thoát tay hắn là vì tôi nói cho cô biết trước. Nàng cười. Cảm ơn chị. Chị đừng lo, tôi giữ mình tôi được mà. Chị Mười không tin tưởng lắm ở câu nói đầy tự tin của Lan Phi. Chị nhớ lại những cô gái trước nàng đã sống trong phòng này. Cô nào cũng tự phụ là giữ mình được. Nhưng rốt cuộc cô nào cũng để cho Hoàng tha hồ muốn làm gì mình thì làm. Có tiếng chân người đi bên ngoài. Chị Mười chấm dứt câu chuyện. Tôi đã nói trước để cô biết rồi đó. Vậy là xong bổn phận của tôi. Cô nên cho cô bạn của cô biết để cô ấy đề phòng. Chị thấy nét mặt của Lan Phi đổi khác. Cùng lúc ấy có người bước vào phòng. Chị quay lại và thấy một thanh niên cao lớn, đẹp trai, mặt mũi sáng sủa, thông minh, đang hì hục khiêng chiếc ghế bố kiểu nhà binh vào phòng. Lan Phi giới thiệu hai người với nhau bằng một giọng nói yếu xìu. Anh Quang. Chị Mười, chị nấu bếp ở đây. Quang dựng chiếc ghế bố trong một góc phòng,
chàng ngồi xuống ghế sẵn sàng chờ đợi những sự lôi thôi rắc rối xảy ra. Chị Mười nhìn chiếc kế bố rồi nhìn Quang, sau cùng chị hỏi: Cậu đây là người ở chung phòng với cô à? Quang nhìn Lan Phi mỉm cười như để an ủi trước sự thất bại của nàng. Em nói cho chị ấy biết đi, trước sau gì rồi chị ấy cũng biết. Lan Phi khổ sở gật đầu và miễn cưỡng giải thích: Chị Mười, chị đừng hiểu lầm, anh Quang với tôi đây là bạn. Nàng ngừng nói, ngạc nhiên vì vẻ mặt đồng ý và tán thưởng quá rõ ràng của chị Mười. Cô không cần phải nói gì cả, tôi hiểu. Chị Mười vui vẻ ngắt lời Lan Phi. Giọng nói của chị gần như là giọng nói của một người sung sướng. Đôi mắt chị sáng lên khi chị tưởng tượng đến nỗi thất vọng của Hoàng lát nữa đây, khi chàng thấy một thanh niên nằm trong phòng Lan Phi. Chị nói tiếp: Cô cậu ở trong phòng này thì nhất rồi, hơi chật một chút, nhưng mà chưa có trẻ con thì cũng vừa. Lan Phi đỏ bừng mặt, nàng bực mình với chính nàng vì sự đỏ mặt ấy. Thấy chị Mười lui ra, nàng vội vã níu tay chị lại để nói: Chị hiểu lầm, tôi với anh Quang không phải là... Chúng tôi chỉ là bạn, chúng tôi sống với nhau trong phòng này, nhưng mà... Nhưng chị Mười không nghe nàng nữa, chị gỡ tay nàng ra. Như vậy càng hay, cô cậu đây có cần gì à, xin cứ cho tôi biết. Thôi, chào cô cậu. Chị vui vẻ ra khỏi phòng, trong lúc Lan Phi và Quang nhìn nhau khó hiểu. Đi ngang cửa phòng Hoàng, chị Mười đứng lại thò đầu nhìn vào phòng. Hoàng đã tắm xong, chàng đã bận y phục đàng hoàng và đang đứng đặt hai bông hoa vào hai chỗ bàn ngồi của hai cô khách. Chàng giả vờ như không thấy chị Mười nhìn vào phòng, miệng khe khẽ hát. Chị Mười cười mỉm rồi nhẹ gót ra khỏi nhà, miệng cũng khe khẽ hát. Anh Mười ngạc nhiên hỏi vợ: Chuyện gì vui dữ vậy? Chị Mười không cần nói lý do nỗi vui của chị cho chồng biết, một mình chị biết là đủ rồi. Chị chỉ nói: Lâu lâu cũng phải vui chút chút chứ, không vui chết ngỡm, sống sao nổi. Hết tập 2, còn tiếp.